Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hôm nay Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Km. Con đường Km là con đường nối liền từ Trần Hưng Đạo cho đến bến Trương Dương đến cầu Km. Và sau lưng chúng ta đó là sẽ đi về con đường Nguyễn Quang Sâm, Nguyễn Thái Bình, rồi Trần Hưng Đạo, đi ra công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Con đường Km ngày hôm nay rất là thay đổi với rất nhiều ngôi nhà đã không còn, rất nhiều nhà hàng đã không còn như ngày nhà hàng Vân Cảnh ngày xưa nè. Và sáng hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, em cũng đi làm sớm và đi một vòng quận Tư, gửi các anh chị và các bạn vài hình ảnh nơi đây để chúng ta có dịp nhìn lại căn nhà số 200 Đoàn Văn Bơ. Đoàn Văn Bơ nói dài ở khu vực chợ Cầu Cống đó ha. Sẵn đây thì con xin gửi đến chú Dạo, chú Sang vài hình ảnh giống như cái tuyến đường ngày xưa mà chú hay đi, để hy vọng nhớ lại cái hình ảnh của con hẻm để tìm lại được chú Giao trong video clip này. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ chân cầu Km. Đó, phía trước chúng ta đó là chân cầu Km. Thì hôm nay Sài Gòn bây giờ mọi người cũng bắt đầu đi làm, nhưng mà đường xá thì không có đông như những tháng về trước. Tình hình dịch bệnh thì càng ngày càng căng thẳng, mỗi ngày số lượng người lại tăng. Và chúng ta đang đi lên cầu Km nè. Nơi đó là giao lộ của đường Nguyễn Công Trứ. Sài Gòn buổi sáng nắng đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta đi hướng này có lẽ nó bị chói nắng đó. Dạo này Sài Gòn rất là nóng, nóng 35-37 độ vào buổi trưa, buổi sáng thì hơi dịu mát tí xíu. Ở dốc cầu này là có một hàng cây hoa rất là đẹp mà lúc trước các bạn trẻ hay ra đây chụp hình, mà em quên cái loại hoa đó, là giống như ở Hàn Quốc vậy đó. Lên đi cầu này có bên nhánh phải chúng ta có cái đường để rẽ xuống đường Bến Văn Đồn đó. Thẳng qua bên đây là đường Đoàn Văn Bơ nè. Ây trời, tối quá. Bên cánh trái là hẻm số 7. Em sẽ gửi anh chị và các bạn hẻm số 7 sau ha. Tại vì hẻm đó cũng hơi nhỏ, chắc phải đi bộ á, chứ xe chạy vô thì không vừa. Hình như đó hẻm là hẻm cùng luôn thì phải. Và đi tới tí nữa đó là giao lộ Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ. Hôm qua chúng ta có dạo một vòng ở con đường Đoàn Văn Bơ, đi từ con đường Lê Văn Linh. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi từ đầu đường đến cuối đường luôn ha, để các anh chị tiện việc hình dung. Nơi đây có rất nhiều tiệm sửa xe máy. Đi thẳng hướng Hoàng Diệu này chúng ta sẽ đi về cầu Ông Lãnh, đường Khánh Hội nè. Chiếc xe ba gác số 200 Đồng Văn Bơ thì bây giờ đã thay đổi rồi. Hy vọng là anh chị và các bạn cũng nhìn ra được cái số cũ và số mới ngày hôm nay. Chúng ta đang đi trên con đường Đoàn Văn Bơ và đi thẳng tới một tí nữa thì có một cái chợ nhỏ nhỏ ngay đầu đường Lê Văn Linh. Ngay đây thì cũng có một cái chợ nhỏ nhỏ
bên cánh trái, hẻm đường Lê Quốc Hưng đó. Hẻm này là hẻm 154 Lê Quốc Hưng, đi ra chợ Xóm Chiếu. Rồi chúng ta đi tới tí xíu nữa nha. Có những con đường rất là vắng nhưng mà cũng có những con đường rất là đông, đại loại như là con đường Đoàn Văn Bơ này. Và chúng ta đi buổi sáng có lẽ là sẽ rất là đông, từ vì sáng có chợ. Mình đi hướng này bị chói nắng quá, hình ảnh nó thấy nó không có sáng sủa cho lắm. Đối với đoạn đường này thì chúng ta thấy rất là tấp nập. Chị bán trái cây, bán xôi, rồi bán thịt, bán gà, bán hoa. Tại khu này là chợ Lê Quốc Hưng đó. Ô, chợ Lê Văn Linh đó. Chợ nhỏ nhỏ. Đó, mình đi qua cái nhà hôm qua nè, hôm qua chúng ta nhìn nè. Rồi tới tí thì có cái hẻm, do đường hơi nhỏ hẹp nên thành ra em không có dừng lại được, nên anh chị và các bạn cũng thông cảm ha. Số 200 chúng ta tìm vẫn chưa tới ha. Khi qua cái giao lộ Đoàn Văn Bơ với lại hình như là Tôn Đản, Xóm Chiếu, Tôn Đản, thì bên kia mới là Đoàn Văn Bơ nó dài, còn bên đây là đường Đoàn Văn Bơ. Chợ này cũng là chợ ven đường thôi, chứ không có nhà lồng chợ như các ngôi chợ khác. Đó, bên kia đó là con đường Đoàn Văn Bơ nó dài nè. Không biết chú Sang có hình dung ra hay không. Và nhà số 200 sẽ nằm bên phải. Bên phải là số 10 cũ, số mới là 380 mấy luôn. Số 20 cũ. Tại vì có một số nhà người ta còn để địa chỉ cũ đó, em mới nhìn thấy được thôi, chứ cũng nếu không để thì có lẽ mình nhìn cũng không ra được ha. Đó, đường đông ghê chưa. Mình tới số 44 rồi. Này bán cá, bán thịt, bán quần áo. Chợ này tuy là ven đường nhưng mà bán cũng rất là đầy đủ. Có một số chợ thì rất là đông, nhưng mà có một số chợ thì rất là vắng. Như hôm bữa chúng ta đi chợ Nguyễn Hữu Hào đó, chợ Hãng Phân, rất là vắng vẻ ha.
hay là do chúng ta đi sớm. À, có lẽ khi mà qua cái địa chỉ này thì chúng ta phải dừng lại, hoành trở lại mấy anh chị mới hình dung ra được ha. Tại vì bên đây thì nhìn thấy không rõ, tại vì mình chạy bên phải mà camera thì gần quá, không nhìn thấy hình ảnh bao quát của căn nhà. Đó, số 126 rồi. À, số 136 rồi. À, nhà ở đây thì bề ngang không có lớn, khoảng độ chừng 3m, 4m. Có số nhà 2 căn thì mới lớn. À, mình ra đây là vắng vắng rồi nè. À, camera chói quá. Chúng ta sẽ hoành trở lại. Mình đã qua số 200 rồi. À, ngay đây là hẻm 204 nè. À, hẻm 204 đường Đoàn Văn Bơ. Nó dài, cũng là hẻm 576 cũ luôn, ngô mới luôn. À, mình sẽ hoành trở lại nha, hoành trở lại để mình qua bên kia đường để mình nhìn cái nhà số 200 cho rõ hơn. Bên cánh phải, cánh trái người ta nè, nhà đang đóng cửa, như là nhà đang kêu bán nè. À, nhà một lầu, thằng này đóng cửa, khóa cửa ngoài luôn rồi. À, kế bên nhà thì có cái hẻm. À, hẻm nhỏ nhỏ, hẻm nội bộ. Nhà kế bên là nhà 198 bán trái cây. Vẫn như ngày xưa với mái tôn ở trên. Và con đường Đoàn Văn Bơ nó dài đây. Qua đoạn này là mình sẽ đến sau lưng chúng ta là chợ kho 11. Rồi ha, một số hình ảnh ở căn nhà số 200 gửi anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Vì một lý do gì đó mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay thông qua video clip chúng ta cũng cập nhật được hình ảnh của Sài Gòn. Nhìn lại được căn nhà của ngày xưa. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ đổi qua 2-3 đời chủ rồi. Bây giờ bán đời này nữa không biết đời thứ mấy. À, chúng ta tiếp tục ha. Đây là giao lộ đường Xóm Chiếu. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Xóm Chiếu nha, quẹo phải. Tại vì cái đoạn kia là chợ kho 11 rất là đông. Ngay chợ Xóm Chiếu này cũng là một cái chợ nữa nè. Ngay đường Xóm Chiếu cũng là ngôi chợ nữa nè. Có một ngôi chợ đó là hình như là chợ Kho 4 đó. Ở quận 4 này lòng vòng có rất nhiều chợ. Chợ Kho 11, chợ Kho 4, chợ Cầu Cống, chợ Lê Quốc Hưng là những ngôi chợ nằm ở ven đường, được hình thành từ rất là lâu rồi và người dân cũng có thói quen đi mua đồ ăn đồ ở các ngôi chợ này, nên thành ra ngôi chợ này rất là đông đúc. Vài người gom lại buôn bán sẽ thành cái chợ, và từ từ sẽ đông hơn cho đến ngày hôm nay thì nguyên một con đường tạo nên cái chợ Cầu Cống rồi chợ Kho 11,
nối dài dài theo con đường Ròn Văn Bơ nối dài. Ngày xưa ở vùng đất này có lẽ theo lời chia sẻ anh chị thì có nhiều ao hồ đất trống, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy hầu như không còn khoảng trống nào ở khu vực này. Quận Tư đất chật người đông mà. Bởi vậy ở quận Tư có rất nhiều hàng quán ăn uống. Và ngay giao lộ này đó chính là cái chợ đó nè. Ồ, đông ghê chưa? Do ngay chợ này không tiện dừng lại để anh chị nhìn cho rõ hơn. Và đi thẳng con đường Xóm Chiếu này, chúng ta sẽ đi ra con đường Tôn Thất Thuyết. Và nơi đó cũng có một ngôi chợ nữa, đó là chợ Ngã Ba đó. Mà hôm bữa em nói nhầm là chợ này chợ kia, như là chợ Đò Long Kiển, rồi chợ Ngã Ba khác nữa. Ồ, có rất nhiều chợ ở đây. Hẻm này buổi sáng cũng rất là mát mẻ nè. Rồi, một số hình ảnh ở con đường Đoàn Văn Bơ, chợ Cầu Cống, nhà số 200 Đoàn Văn Bơ nói dài, gửi cô chú anh chị và các bạn hy vọng thông qua cái video clip cũng sẽ gửi anh chị vài hình ảnh của Sài Gòn ngày nay để mình có thể hồi tưởng lại vài hình ảnh của ngày xưa. Và chúng ta đang đi trên con đường Tôn Thất Thuyết, và sau lưng mình đó là cây cầu Kênh Tẻ. Đó, bên đây là ngày xưa là cũng là cái công ty đường sông Việt Nam, và cũng là cái cảng nhỏ nhỏ đó ha. Nhưng mà ngày nay thì chắc có lẽ sẽ không còn, sẽ có những building khác mọc lên nè. Ở đây cũng có một cái kho nhưng mà ngày nay để trống nè, chắc cũng tương lai cũng sẽ không còn nữa thôi. Tại vì không có sử dụng gì hết thì sẽ có công trình khác mọc lên. Đó, mình đi hướng này thì hình ảnh sẽ rất là đẹp. Tại vì xuôi theo ánh nắng đó. Rồi sẽ còn rất nhiều video ở quận Tư nữa gửi anh chị và các bạn. Và hy vọng anh chị và các bạn cũng đừng nôn nóng ha. Tại vì mỗi ngày em chỉ tranh thủ đi vòng vòng một vài lần gửi các anh chị, tại vì thời buổi đại dịch cũng không có tiện đi lung tung, nên thành ra bà con thông cảm nha.